Ngày 12 tháng 1, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết báo Sơn La và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi lời thăm hỏi tới tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo Sơn La và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ mà hai cơ quan báo chí của tỉnh đạt được trong thời gian qua, Hai đơn vị đã tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền một cách toàn diện, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ chính trị và các mặt của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chương trình, nhất là công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm đã được đề cập thông qua các tác phẩm báo chí, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo cũng đề nghị báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ đạo định hướng của trung ương và của tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan báo sơn la đài phát thanh truyền hình tỉnh đổi mới nội dung và hình thức tờ báo nâng cao chất lượng chương trình thời sự phát thanh truyền hình văn nghệ giải trí nhất là dịp tết nguyên đán quý mão xây dựng các chương trình tết đảm bảo phản ánh toàn diện việc chăm lo tết cho người dân và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đán và có nhiều chương trình hấp dẫn phong phú đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị nhu cầu thông tin của nhân dân